Sống ở đời nếu không đủ tàn nhẫn thì cuộc đời sẽ tàn nhẫn với bạn. Cổ nhân có câu tục ngữ rằng ở hiền gặp lành, có nghĩa biết đối nhân xử thế thì sẽ nhận lại điều may mắn, tốt đẹp, phúc đáp. Thế nhưng cần phân biệt rõ việc đối xử công bằng nhẹ nhàng với người khác với việc nhân nhượng phải nhường người. Chẳng phải tự nhiên mà người đời lại kết luận ngựa hiền bị người cưỡi, người hiền bị bắt nạt. Ta càng nhân nhượng thì kẻ khác càng muốn lấn tới, ta càng lùi thì họ càng tấn công. Có những điều quả thực rất phũ phàng nhưng lại phản ánh sự thật trần trụi của nhân tính. Luôn có kẻ tham lam, tàn nhẫn, chỉ trực lấn lướt chèn ép khi ta nhường nhịn. Trưởng thành là cách học tàn nhẫn hơn, bớt nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng. Người thành công biết khi nào cần mềm mỏng, khi nào cần cứng rắn, thậm chí là phải biết tàn nhẫn một chút mới có thể giải quyết được việc. Đừng sợ làm mất lòng người khác mà không dám từ chối những việc ngoài khả năng của mình, không dám phản đối chuyện bất công, để rồi ta tự làm tổn thương chính mình. Khi nhắc đến tàn nhẫn và thành công, ấn tượng về một hình tượng nhân vật có thể sẵn sàng bỏ qua cảm xúc cá nhân cũng như những người xung quanh để đạt mục đích theo đuổi tiền tài, danh vọng dễ dàng hiện lên trong ấn tượng mọi người. Một trong số đó chính là nhân vật Miranda Presley trong bộ phim Yêu Nữ Hàng Hiệu. Đây là hình tượng đại diện cho mẫu phụ nữ tài năng, giàu tham vọng và gặt hái được những thành công rực rỡ nhờ vào tài năng và tham vọng ấy. Bà là nữ hoàng truyền thông với sức mạnh thao túng cả một ngành công nghiệp, mẫu phụ nữ mà cô gái đều muốn trở thành khiến đám đông luôn phải ngưỡng vọng. Và tính cách nổi bật trong đó chính là sự sắt đá và tàn nhẫn. Chính vì quyền lực càng lớn thì trách nhiệm càng nặng nề. Nhân vật Miranda Presley không cho phép mình thất bại, cũng như không cho phép kẻ khác hất mình khỏi ngôi báu. Để làm được điều đó, bà hoàng quyền lực không ít lần tàn nhẫn với những đồng nghiệp xung quanh và với chính cả bản thân mình để vươn tay đạt tới thành công đỉnh cao nhất. Trong đời sống thực, chúng ta cũng thấy có những trường hợp tương tự như vậy khiến chúng ta học được cách cạnh tranh đúng nghĩa. Nếu không trở thành một con sư tử dũng mãnh dẫn đầu đi săn, chúng ta chỉ có thể trở thành loài linh dương nhát gan, quanh năm chịu cảnh bị đuổi giết. Học được cách tàn nhẫn cũng là thời điểm chúng ta biết mài sắc răng nanh của bản thân, không để số phận bị đưa đẩy, thao túng trong tay kẻ khác. Có ai không sinh ra như một trang giấy trắng, nhưng cuộc sống và môi trường sau này sẽ vẽ lên chúng ta những sắc màu mới, biến trang giấy trắng hôm nào trở thành một tác phẩm hoàn thiện với rất nhiều màu sắc đan xen. Ai cũng muốn giữ cái tâm lương thiện ngây thơ, nhưng lòng người không hề đơn giản như thế. Chúng ta phải học cách bảo vệ chính mình. Tàn nhẫn không phải vô tình vô nghĩa, sống chẳng quan tâm đến ai, chỉ bò bò giữ lợi cho mình. Đôi khi đó chỉ đơn giản là hành động sao sắc chặt tay rối, là động thái cần thiết để giải quyết những dây dưa nhịp nhằng khó xử. Chúng ta học cách tàn nhẫn với người khác khi biết từ chối những yêu cầu khiến mình thiệt thòi, biết phản ứng đáp trả khi bản thân không nhận được sự tôn trọng, biết quay lưng khi nhận về sự tổn thương, biết giận dữ mà không sợ đắc tội với người khác. Sau đó, chúng ta lại học cách tàn nhẫn với chính mình khi biết tự xây dựng kỷ luật, không sống vì sở thích bản thân, không tự nuông chiều những thói hư tật xấu, đặt ra những khuôn thước tự tu dưỡng. Tự ác với chính mình, chúng ta mới có thể nâng cao tiềm lực của bản thân, bứt phá nhiều hơn để phát triển năng lực. Sự sinh trưởng khắc nghiệt trong nơi tăm tối cuối cùng sẽ có một ngày tỏa hương thơm ngát. Ví dụ như thời gian sau khi lên đại học, nhiệm vụ học tập bỗng chốc giảm nhẹ rất nhiều, thêm sự quản giáo của ba mẹ ngoài tầm với. Rất nhiều người giống chú chim nhỏ có cơ hội sổ lồng, thả bay bản thân hoàn toàn, mặc ý lãng phí thanh xuân nhiệt huyết của tuổi 18 trong những cuộc vui quên lối về. Trong số đó, lại có một cậu thanh niên vẫn ngày ngày sắp xếp thời khóa biểu làm việc và nghỉ ngơi của riêng mình. Các lịch học chính, lịch học thêm, lịch đăng ký các lớp bổ trợ kỹ năng, thời gian rèn luyện sức khỏe, thời gian lên thư viện tự học, thời gian tham gia câu lạc bộ, đội nhóm được xếp kín mít cả tháng trời. Bạn bè nhìn thấy đều lắc đầu, không ai tin rằng cậu chàng có thể chịu nổi. Từ sáng đến tối,
cậu sắp không có thời gian nhàn rỗi để tụ tập, chơi bời hay là cả quán xá cùng bạn bè. Lối sống tự kỷ luật đến mức khiến người khác nhìn vào cũng thấy khó chịu thay. Thế nhưng, mỗi ngày cậu thanh niên vẫn kiên trì với thời khóa biểu vô cùng chặt chẽ. Khi có người hỏi, tại sao cậu lại muốn làm những điều này đến vậy? Cậu thanh niên trả lời, đây không phải là những việc tôi muốn làm, đây chỉ là những việc tôi bắt buộc phải làm thôi. Những người sinh ra đã là thiên tài chỉ chiếm một con số rất nhỏ trong tổng thể các tấm gương thành công vĩ đại trên cả thế giới. Chìa khóa lý tưởng nhất để họ đạt được thành tựu đó không gì nằm ngoài hai chữ tàn nhẫn. Tàn nhẫn với người khác và với cả chính mình để lấy đó làm động lực phấn đấu gấp bội so với những người xung quanh. Có một câu chuyện nữa như sau. Có một cô gái đã kể về chính cuộc đời của mình. Cô kể rằng, hồi nhỏ cô bị bạn bè chê xấu, chê béo, chê lùn. Những nhận xét không mấy thiện cảm đó đã khiến cô ấy sống trong tự ti một thời gian dài. Lên cấp 2, khi cô ấy thích một cậu bạn trong lớp, thì cô ấy lại bị cậu bạn chế giễu trước mặt mọi người. Chính vì xấu hổ, cô quyết tâm thay đổi bản thân. Cô thay đổi lối sống, sinh hoạt lành mạnh, làm mọi việc có ích và quan trọng. Là cô biết chăm sóc, nâng niu bản thân mình. Cô trở nên xinh đẹp, năng động và vui vẻ, tích cực. Khi bạn bè hỏi, làm sao mà cô có thể thay đổi được như vậy? Cô trả lời rằng, hãy khắt khe và tàn nhẫn với bản thân. Hãy kỷ luật nó, bạn sẽ thấy kết quả như mong đợi. Ai cũng khâm phục cô gái ấy, bởi cô càng ngày càng trẻ trung, xinh đẹp, khỏe mạnh và lạc quan, hoàn toàn khác với hình ảnh trước đây. Từ câu chuyện ấy, chúng ta có thể hiểu thêm những gì đang diễn ra ngoài xã hội. Nhìn lại sự phát triển của xã hội ngày nay, nếu bạn muốn trở thành một người thành đạt, yếu tố cốt lõi không chỉ có năng lực và sức mạnh kinh tế, mà quan trọng hơn hết là sự tự cường. Nước Pháp có một vị tướng rất nổi tiếng. Ông ấy luôn dẫn đầu và chiến thắng mỗi khi ra trận. Ông ấy cũng bình thường như chúng ta thôi, cũng biết sợ hãi. Nhưng tại sao ông ấy lại làm được những điều mà người khác không làm được? Có lần ông ấy chia sẻ rằng, hành động của tôi trông giống như một người đàn ông dũng cảm. Nhưng thật ra, từ lúc ra trận đến khi kết thúc, tôi rất sợ hãi. Vậy tại sao ông ấy lại lao ra trận tuyến? Bởi vì ông ấy không cho phép bản thân gục ngã. Phải tiến về phía trước, vì mình thua thì kẻ thù thắng. Dù thắng cũng phải dũng cảm, không được run sợ. Như vậy, để vượt qua nỗi sợ hãi và nhút nhát của bản thân, chỉ còn cách là chấp nhận tiến lên, không được chùn bước. Khi đứng trước những thử thách của cuộc đời thì phải dũng cảm bước qua, vượt lên. Như vậy, bản thân đã chiến thắng. Khó nhất là vượt qua chính bản thân mình thì bạn đã làm được. Hãy đối diện với thử thách bạn nhé. Bạn chấp nhận thử thách và cố gắng vượt lên, chứng minh rằng bạn làm được.